Hai thay nắp vô lát rồi hả? Hai gòn thôi chứ nó đâu có thay, nó bị xì gòn chứ đâu có lát. Xì gòn ha. Vâng, thì hôm nay em có dịp, các bác cũng điện cho em rất nhiều, thì em xuống review lại em rút 825 hai cầu. Bây giờ mới thay lại phải không? Thay bình mới. Rồi còn heo heo lên mấy đạn rồi? Lên lên đạn đi. Heo đổi à? À lên lại quay heo nè. Hai cầu. Ừ. Lấy heo kéo quá. Đâu heo kéo, heo rước heo nào? À heo. Được giờ thấy chưa? Nó lên lại rồi. Rồi để lại. Rồi, để máy cho các bác xem mà. Hai tay rồi. Này mình chơi mà. Chơi nhưng mà cho nên là nó phải có 4 cái bát này nè. 4 cái bát mà cái này mình chơi. Biết nhưng mà thằng 80 ở giờ nó có 4 cái bát. Cầu. Có 4 góc đây là mức cầu 80. Cái cầu này á là cầu ở trong chiếc xe 80 xe của nông trường em tháo ra. Đúng rồi. Cầu 80. Là cầu mà. Biết tôi mượn nhưng tôi bỏ ra không, không là cầu 50. Tôi cắt không cắt. Không? Cầu này là cầu xe 50 chứ không phải xe 80. Cầu 80 là ở đây nè, nó có 4 cái bát, cái ốc bát cái bát này. Là 100% là cầu 80. Nó có 4 cái bát đây nè là cầu 80 đó. Em định làm giờ việc quá ít quá. Rút lại chờ lại một chiếc. Xe quá tải. Xe nhiều rồi. Mà giờ là chắc thấy hai chiếc cầu rồi còn đang cái cầu đang dấu quà ra ra đó. Em làm cái phá móc lại. Bất cứ thì đang còn riêng hết các bác nhé, là sự tranh luận để tìm hiểu thì cũng như giáo sư tiến sĩ cũng như anh em tất cả mọi cái đầy đủ thấy không, này gạt này gạt nhé, đấy tất cả mọi cái thì hôm nay em đưa các bác đến để đưa trước review lại cho các bác. Có rất hai ba bác đang yêu cầu loại hai cầu này của Belarus 920 đấy, thì xe này chỗ đầu không nhé, không có bán rõ mà không có gì đầu không mà chiếu đầu không đấy. Đấy. Đấy, còn mọi cái thì bánh bước 18430 Otani. Vỏ Otani các bác nhá. Đấy, cabin. Đấy. Đấy 825 chứ không phải là 925. Đấy. 825. Mới mua cái bình mới luôn. Nó bị dàn 3. Cái này để em để ở đây cho bị dàn 3 mà. Bị dàn 3 cái cầu 80. Đấy, mời gái khô ráo hết các bác. Và tiếp tục thì em mời các bác ở đây là đài 80 đài 87. Đây, đài 87. 87 nha. Máy 86 đài 87. Tất cả mọi người đây. Em giờ biết bao nhiêu nữa không biết. Đây, một đoạn. Đây. Vâng, và theo em thì vẫn giá là 165 triệu
Đấy, các bác nào đến thì em đưa đến. Rồi mấy hôm trước thì chủ không kêu bán lại không bán. Nhưng hôm nay quyết định bán thì em dẫn các bác đến để cho các bác mua nào đang cần thì điện thoại cho em, tức là Belarus 825 mà coi như là hai cầu các bác nhá. Hai cầu, cầu đang cầu riêng của em luôn. Vỏ quả rất ngon lành. Đấy, như em đi nãy giờ vòng quanh thì chắc các bác biết rồi, nhưng mà vỏ thì còn rất mới. Rồi em qua bên này thì em cho bác xem cho kỹ nữa. Đấy, đây 825 Belarus. Đây, có đầy đủ. Và đây thì chỗ máy đây không biết là làm hay không em không biết, nhưng mà nó có một ít nó cũng chưa rửa ráy thì nó đen nó xấu, còn mọi cái thì hơi không ta thức đầy đủ. Đấy, gà giết nổ giết ok, rất tuyệt vời. Còn option ở trong cabin thì cực đẹp, đơn giản. Vỏ mới này, vỏ các bạn này, vỏ cực kỳ sâu và đẹp. Đấy, vỏ sâu và đẹp luôn. Đấy. Mới làm nắp hầm, mới làm đó anh dòm về nắp hầm mới làm nó hết luôn á. Thấy không làm nắp hầm là không chơi đi sai, đi sai là bỏ sai luôn. Đi xe bày mà cần gì sai. Ừ, đóng nắp hầm bởi vì sai. Nói chung là hồi lúc trước á, hồi lúc trước nó xài sai là nó bị hơi, nó bị hơi cắn. Ừ. Là cái đút cái mẫu quà không đút vô họ không có xài cái mẫu quà. Rồi. Em mới dục bị sai luôn, em mới làm này nè. Ừ. Mới làm cái mẫu quà lại nè. Đúng rồi, móc vào luôn. Làm móc rồi ra đường đi cho nó yên tâm. Đúng rồi. 2 triệu đó. Móc không 2 triệu á. Nguyên bộ nó là 2 triệu á. Rồi về ông nội hoàng làm cho một cái nữa 2 triệu nữa, đụ má một té gà nữa, đụ má mày mày làm sao mà mày làm mày công mày còn mắc hơn cái tiền tao đi mua đồ về làm. Vâng. Chốt chưa? Chốt đi.